Ngoài ra thì xe còn trang bị một công nghệ là thu hồi năng lượng, có nghĩa là khi mà bạn đang ga lên nhá thì xe vút đi rất nhanh, nhưng bạn nhả ga ra đó nó sẽ ghìm lại, và lúc này cái động cơ nó sẽ thu hồi lại năng lượng, nạp ngược lại trở lại pin. Công nghệ đấy mới hay, để giúp tăng thêm cái quãng đường đi lên đến 10% cơ. Xin chào quý vị và các bạn, trong chương trình Xe Hay ngày hôm nay chúng ta sẽ có một vị khách mời vô cùng đặc biệt, đó chính là một chiếc xe không phải là xe máy. Nhưng các bạn có thể thấy không, nhìn nó chả khác gì một chiếc Tracker cổ điển, nhìn rất là đẹp, trông giống kiểu những chiếc xe Honda cổ ngày xưa vậy. Nhưng nó lại là một chiếc xe điện. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đây chính là Datsun Weaver 200. Ngay bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu xem chiếc xe này có gì đặc biệt. Như tôi đã nói, đây là một chiếc xe điện, nhưng nó lại rất ấn tượng bởi nó có số 200. 200 ở đây có nghĩa là gì? Chúng ta có thể đi khoảng cách 200 tối đa cho một lần sạc đầy với tốc độ 35 km/h. Còn nếu đi với tốc độ 75 km/h, có nghĩa là tốc độ gấp đôi, thì bạn có thể đi được 130 km/h. Wow, cái khoảng cách này mà chúng ta có thể nói là thậm chí đi vượt được đấy chứ nhỉ. 200 km quãng đường di chuyển cơ mà, một quãng đường rất dài. Và để sạc cho cái hệ thống pin ở đây thì các bạn chỉ mất 1 tiếng đồng hồ để sạc cho 100 km quãng đường di chuyển thôi, là một con số rất ấn tượng. Có nghĩa là ví dụ chúng ta đi đến đâu khoảng cách 100 km, chẳng hạn ví dụ tôi đi Hòa Bình thì bôi, tôi đến nơi tôi chỉ cần cắm sạc nghỉ ngơi khoảng 1 tiếng là tôi có thể quay trở về rồi. Rất đơn giản mà không cần phải sạc qua đêm, không cần phải mất cả nửa ngày để sạc, đấy là cái rất ấn tượng. Và để sạc đầy cho chiếc xe này chạy được 200 km thì cũng chỉ mất có 3 tiếng thôi. Đấy là một cái tôi rất thích, bởi vì với cái thiết kế như thế này thì anh em có thể thấy là hoàn toàn chúng ta có những cái chuyến phượt nhẹ được. Và còn một điều đặc biệt nữa là với cái hệ thống pin nằm ở đây màu da cam thì còn được bảo hành lên đến 10 năm thưa quý vị, bảo hành 10 năm kể cả chai pin, nhà sản xuất cũng sẵn sàng một đổi một cho quý vị và các bạn. Wow, không thể tin được cái hệ thống pin này được Datsun tự phát triển dựa trên những công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay. Đây là một cái điều mà tôi nghĩ rằng nhiều người sẽ quan tâm, bởi vì chúng ta cũng chưa có cái thời gian để trải nghiệm tất cả những cái xe điện trên toàn thế giới, chưa ai có thời gian để trải nghiệm đến mức độ lâu như thế. Nhưng nhà sản xuất đã cam kết rằng bảo hành những 10 năm cho chúng ta thì còn gì để nghĩ nữa, đúng không? Còn tổng thể xe thì bảo hành lên đến 3 năm. Rất nhiều, rất nhiều. Rồi, đấy là một số những cái công nghệ qua qua cho chiếc xe này mà tôi rất ấn tượng. Bây giờ chúng ta sẽ đi một vòng xem là chiếc xe này có thiết kế như thế nào. Tôi thì tôi rất ấn tượng với kiểu thiết kế nó truyền thống và nó cổ điển như thế này. Nó làm tôi liên tưởng đến những chiếc Honda Tracker, những chiếc hơi đồ độ nhẹ một tí ngày xưa. Nhìn rất ấn tượng. Đó, chúng ta có cụm đèn pha LED này, hình tròn này, rồi có cả định vị ban ngày các thứ đầy đủ. Rồi lốp là lốp gai to. Đó, kết hợp với bộ vành là vành nan hoa. Đấy, rất truyền thống. Nhưng chúng ta lại có thêm công nghệ nữa, đó chính là có hai phanh đĩa, hai kênh cho cả trước cả sau. Phanh đĩa cùng phanh Nissin rất hiện đại của Nhật. Đấy. Chúng ta vẫn có một cái bình xăng giả ở đây. Thực ra đây là một cái cốp chứa đồ. Chúng ta mở ra thì chúng ta có thể thấy là ở bên trong có cái phần sạc cho xe này khá to, khá to. Nó đã choán như gần hết rồi. Cái này thì chúng ta sẽ không thể để được thêm nhiều đồ ở trong này nữa đâu. Thì đây là một cái mà tôi nghĩ rằng khi mà mua xe này tôi sẽ lắp thêm hai cái túi ở đây, cái túi da ở đây thì sẽ cất được nhiều đồ hơn nữa. Cũng rất là hay. Chúng ta có một cái khung gầm khá cao. Các bạn có thể thấy, đó, rất cao luôn như thế này. Thì chúng ta việc leo vỉa hè hay đi vào những cái đoạn đường khó khi mà đi phượt nó cũng không hề hấn gì, kể cả lội nước nhá. Mà nói cho các bạn biết là cái hệ thống chống nước của motor này là đã đạt tiêu chuẩn IP65, có nghĩa là bạn ngâm nước thoải mái vô tư, đi qua thoải mái, ngâm bét nhè luôn cũng không lo bị hỏng. Thì cái vấn đề mà anh em cũng hay quan tâm là liệu nước có lọt vào đây không, có ảnh hưởng gì không, thì bây giờ chúng ta đã không cần quan tâm nữa, bởi vì nó đã được chống nước rất là tốt. Chúng ta có một cái cũng rất là cổ điển và đẹp, đấy chính là cái yên. Cái yên này nếu như mà mua xe máy bình thường ấy thì chúng ta thường có những cái yên phẳng, và để có được một cái yên bánh mì kiểu như thế này thì anh em mình hay phải độ, hay phải đi ra ngoài lắp thêm. Thì hãng Datsun đã rất là tinh ý với một cái kiểu thiết kế cổ điển như thế này, đã lắp cho chúng ta một cái yên bánh mì
rất là đẹp với cái tông màu nâu, cũng không thể chê vào đâu được, không không còn gì để độ nữa bởi vì nó đã quá ngon lành rồi. Đó. Cái khung xe này kết hợp với cái hệ thống pin này thì cái cân nặng lên đến 120 cân. Với tôi thì cái cân nặng này nó hơi nặng cho một chiếc xe thông thường. Bởi vì một chiếc xe Tracker mà có đổ đầy bình xăng thì tôi nghĩ rằng nó cũng không quá nặng đến mức độ như thế này, nhưng chúng ta phải chấp nhận thôi bởi vì chúng ta có một hệ thống pin rất là khủng và chạy lên được tới 200 km thì cũng phải hy sinh đi cân nặng một chút nhưng mà vẫn di chuyển rất là tốt. Đấy. Chúng ta còn có thêm một cái đặc biệt nữa, đó chính là chìa khóa. Chúng ta sẽ không cần phải mở chìa khóa là cắm chìa vào vặn như những chiếc xe phổ thông bây giờ nữa, mà chúng ta có cái thẻ từ ở đây. Chúng ta chỉ cần đi qua và quẹt vào đây một phát là xe đã tự động mở và lúc này chúng ta có thể đi được ngay. Tuy nhiên lại còn một cái điều mà hay hơn nữa, đó chính là bạn có thể cài app vào trong điện thoại của mình. Khi bạn cầm điện thoại của mình ở trong người, bạn đi gần đến xe thôi là xe sẽ tự nhận biết. Wow, thông minh hơn cả ô tô, nó sẽ tự nhận biết ra là chủ nhân đây rồi, thế là nó tự bật điện, thế là tự đi được. Wow, hay đấy chứ. Đây, các thông tin chi tiết thì được hiển thị trên đồng hồ, nhiệt độ này, rồi lượng pin còn này, tốc độ công tơ mét vân vân và vân vân, hiển thị đầy đủ. Về chi tiết hoàn thiện của chiếc xe này thì tôi nghĩ rằng nó với mức giá 55 triệu, tôi muốn nó hoàn thiện một cách chỉn chu hơn một chút nữa, nhưng đây là một cái phong cách tôi nghĩ rằng nó cũng mang cái phong cách cổ điển, một cái phong cách truyền thống, cho nên nó hơi có cái gì đó nó xù xì một chút thì cũng tạm chấp nhận được, nhưng tôi vẫn muốn là những cái chi tiết nhỏ nó sẽ hoàn thiện một cách tốt hơn nữa trong những phiên bản tiếp theo đó. Còn bây giờ thì anh em mình sẽ thử trải nghiệm xem là với một chiếc xe như thế này, động cơ như thế này, lượng pin như thế này, sẽ trải nghiệm như thế nào khi mà đi trong phố. Vâng, vừa bước lên chiếc xe này thì các bạn có thể thấy rằng là nó rất chất, đúng không ạ? Nó không giống với một chiếc xe ga hay một chiếc xe điện nào cả. Nhìn nó như một chiếc xe mà đã có một cái bàn tay điều chỉnh gì đó. Cái dáng ngồi rất là chất. À, cái tôi thích là như thế, nó mang phong cách thời trang cổ điển. Rất ấn tượng. Không lẫn đi đâu được. Trông rất cá tính. Để mà nói là trẻ trung hay là như thế nào thì tôi không dám nói, bởi vì có những người trẻ tuổi họ cũng thích kiểu này, nhưng với tôi thì những cái người mà thích phong cách hoài cổ như tôi thì tôi sẽ thích cái kiểu classic kiểu như này. Đó. Bây giờ mà đeo thêm hai quả túi da ở đây nữa thì chất nhá. Trời ơi. Như thế thì thực sự là đẹp ấy. Đấy, nhỏ nhỏ thôi. Về tư thế ngồi trước tiên nhá, thì tôi thấy là khá là thoải mái. Và lúc đầu thì tôi còn nói là chiếc xe này nặng lên đến 120 cân, nhưng vận hành khá là dễ, rất là đơn giản. Khi mà đã ngồi lên xe rồi, rất đơn giản. Chỉ có điều là khi mà đi qua những cái gờ giảm tốc thì tôi thấy là cái giảm sóc nó hơi tưng một tí. Nó hơi tưng, có nghĩa là nếu mà chở hai người ấy, thì tôi tin là nó sẽ êm ái hơn. Đi một người thì nó hơi tưng hơn một chút, hơi cứng. Nhưng cũng dễ hiểu thôi, bởi vì đây là phong cách Tracker gầm cao, cho nên là chúng ta có những cái giảm sóc như thế để khi mà chúng ta đi phượt nhẹ thì chúng ta sẽ có được cái độ ổn định nó tốt hơn. Về động cơ thì có thể nói là rất mượt và bốc kinh khủng. Mặc dù là so với thông số thì mã lực nó sẽ không bốc bằng một chiếc xe ga bình thường đâu, nhưng mà moment xoắn thì khủng khiếp. Nó có thể mạnh phải ngang đến tầm chiếc xe đến 250 phân khối, rất tốt này, vọt cực nhanh luôn đó. Với một chiếc xe điện thì độ mượt mà chúng ta sẽ không cần phải nói nhiều, bởi vì nó cực kỳ mượt mà. Tất nhiên với những ai đang quen đi xe động cơ đốt trong rồi lên xe điện thì sẽ thấy nó hơi gọi là mượt quá. Đấy, nó ít cảm xúc. Nó ít cảm xúc như xe động cơ đốt trong. Thì cái này dần dần chúng ta sẽ quen thôi. Nhưng mà một chiếc xe điện mà với cái phong cách kiểu như thế này thì ấn tượng đấy chứ. Wow, cá tính nhá, chất lượng thật. Còn thiết kế này hơi được của nó. Và cái khí đông khá cao. Điều khiển dễ, nói chung là điều khiển cái xe này tương đối dễ dàng. Ngoài ra thì xe còn trang bị một công nghệ là thu hồi năng lượng. Có nghĩa là khi mà bạn đang ga lên nhá thì xe hút đi rất nhanh, nhưng bạn nhả ga ra, đó, nó sẽ ghìm lại. Và lúc này
cái động cơ nó sẽ thu hồi lại năng lượng, nạp ngược lại trở lại pin. Công nghệ đấy mới hay, để giúp tăng thêm cái quãng đường đi lên đến 10% cơ. Công nghệ hay thật. Chúng ta có hai phanh đĩa nhưng không có ABS. Hai phanh đĩa rất ăn. Lốp gai to, bám đường. Cái xe này mà đi hai người sẽ rất là thích đấy. Gầm cao. Đó. Đi trong nội thành thì không có gì để phàn nàn. Chỉ có là với tôi, nếu như mà mua chiếc xe này thì tôi sẽ lắp thêm hai cái túi nhỏ ở đây, túi da. Để làm gì? Để đựng đồ, ví dụ đi chợ, đi chơi hay là cần đựng các thứ thì nó sẽ có chỗ cho chúng ta đựng, mà lắp túi da vào nó sẽ đẹp hơn. Ở đây thì chúng ta đã bị choán hết cái sạc pin rồi, cho nên là sẽ không thể để thêm được nhiều đồ nữa. Đi trong phố không có gì phàn nàn cả. Với cái quãng đường di chuyển lên đến 200 km cho một lần sạc đầy thì chắc phải đi mấy hôm mới hết. 200 km cơ mà, và sạc chỉ trong có 3 tiếng thôi. Này mà anh em mình mà đi phượt nhẹ đâu đó, thậm chí là có những anh em đã phượt Sài Gòn, Đà Lạt bằng chiếc Dat 3 này rồi thì cũng thấy khá là thoải mái và vừa vặn, bởi vì khi mà dừng giữa chừng đi 100 cây các bạn có thể ngồi sạc thêm một tiếng nghỉ ngơi, ngả lưng, đi tiếp vẫn ngon lành. Độ vòn của xe rất tốt nhá. Đó, này. Ngon lành luôn. Nói chung là về độ bốc, độ vọt của xe điện nói chung không có gì để phàn nàn cả, vì mô men xoắn của nó quá lớn. Gia tốc đạt cực nhanh luôn. Này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi ra đường trường. Đi ra đường trường thì xe này nó êm quá các bạn ạ. Êm như thế này thì các bạn có đi phượt với một chặng đường dài, thậm chí là rất dài cũng không thể nào mà tê tay được. Cái tư thế ngồi này của tôi thì khá là ưng. Đệm êm, dọc sóc thì hơi cứng một chút thôi. Ngồi hai người là sẽ ok. Đó. Hôm nay là đi ra đường trường thì cũng không có gì để phàn nàn cho một chiếc xe kiểu như thế này cả. Một phong cách cổ điển rất ấn tượng, cá tính. Tất nhiên khi mà đi ra đường trường thì các bạn sẽ chạy tốc độ nó cao hơn. Và để chạy tốc độ cao như vậy, ví dụ 70 km/h chẳng hạn, thì các bạn sẽ phải hy sinh đi cái quãng đường di chuyển. Đó là lúc đó nếu như chạy 70 km/h thì quãng đường di chuyển như tôi đã nói chỉ có 130 cây thôi. Nhưng với tôi như thế cũng là rất dài rồi, bởi vì đi 100 cây là anh em mình có thể nghỉ ngơi được rồi. Với mức giá này thì nhiều anh em sẽ cho rằng nó cũng không phải là cái giá mà dễ tiếp cận. Nhưng bù lại thì chúng ta có một cái công nghệ mới, là một chiếc xe điện, là một kiểu dáng thiết kế hoàn toàn mới, rất là ấn tượng và cá tính. Cùng với những cái công nghệ mà xe trang bị thì tôi tin rằng chiếc xe này cũng rất đáng để cho những người muốn có một cái gì đấy thực sự chất, muốn giữ gìn bảo vệ môi trường thì cũng đáng thử. Đó, không biết sau cái bài trải nghiệm này thì mọi người thấy chiếc Dat 3 Weaver 200 này như thế nào thì có thể để lại lời comment ở phía dưới để anh em mình cùng trao đổi thêm. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.